lạc, chốn, hào gia. Tác giả Việt Nga. Tập 7. Phần bà Hai bị nhốt trong nhà kho thì bực tức lắm. Bà không ngờ người mà bà tin tưởng nhất là cậu ba mà đến giờ phút này cũng coi bà như một kẻ tội đồ. Vậy thì còn biết trông cậy vào ai? Ở cái nhà này, nếu không nghĩ đến ông Chánh, chắc bà đã bỏ đi từ lâu rồi. Ai kêu bà vẫn còn nặng tình với ông làm gì chứ? Vậy mà hồi nãy ông không có nói đỡ cho bà một câu. Cái nhà này riết rồi loạn hết. Đang mãi suy nghĩ thì bà nghe tiếng ông Chánh vọng vào từ ngoài cửa. Bà ở trong đó sao rồi? Tôi tưởng ông để cho tôi chết rồi hãy vào chứ. Mà bây giờ ông có quan tâm tôi thì cũng có ích gì. Tôi cũng không tin bà làm ra mấy cái chuyện này đâu. Nhưng tình thì ngay, mà lý thì gian. Bà ở trong phòng suốt ngày mà có kẻ đột nhập vào trong đó cũng không biết là sao. Tôi đã nói rồi, nhà này nhiều ma sống lắm. Có phải lúc nào tôi cũng ở trong phòng như chó canh cửa ở đâu. Chừng nào không có diệt được mấy con ma đó thì nhiều người còn mang họa. Tôi thật sự thất vọng rồi. Tôi tin thằng ba nó sẽ có cách giúp bà. Nó không bao giờ hành động hồ đồ đâu. Bà Hai thở dài và im lặng, mặc cho ông Chánh nói gì thì nói. Đến lúc ông định bỏ đi thì bà mới buông một câu. Chỉ một câu thôi mà ông thấy nó tựa như tảng đá đè nặng xuống người mình. Ông không thấy xót thương cho mấy đứa con tôi không có được làm người hay sao? Tại sao chỉ có nhà nó là được nguyên vẹn, còn ai cũng xảy ra tai ương hết vậy? Ông đang sống với một con quỷ mà không hề hay biết, rồi cái nhà này sẽ chết hết, lúc đó mới dừng tay. Ông làm gì đi chứ? Quyền sinh quyền sát trong tay ông mà. Ông Chánh lặng lẽ bước đi. Đêm hôm đó, bà Hai ngồi bó gối, mắt nhìn ra xa xăm mà không thể chợp mắt được. Lâu rồi bà cũng không thấy mấy đứa trẻ về tìm mình. Ngay cả chúng cũng bỏ bà đi sao? Những đứa con chưa kịp thấy ánh mặt trời, mới chỉ thành hình thì đã bị kẻ ác tước đi mạng sống. Nước mắt của bà lại rưng rưng. Chợt có tiếng nói nhỏ vang lên. Mẹ Hai, mẹ còn thức không? Là tiếng của thằng ba, là nó đây mà. Bà làm như không nghe thấy nên cứ nằm im. Tiếng cậu ba lại vang lên. Con biết mẹ giận con, nhưng con bắt buộc phải làm như vậy để mẹ phải chịu khổ rồi. Mẹ hãy giúp con thực hiện cái màn kịch này nghe. Chỉ có dùng khổ nhục kế thì may ra mới lần ra được cái ổ của chúng. Mẹ tin con đi, lần này nhất định con sẽ bắt chúng phải nhận tội. Không những vậy, chúng sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà họ Đường. Lúc này bà Hai mới lên tiếng. Con nói thật không? Đừng có an ủi suông như vậy, ta không có tin đâu. Mẹ yên tâm đi, con quyết không có để cho chúng yên đâu. Mẹ đừng có giận con nghe. Lúc này bà Hai mới thở phào nhẹ nhõm. Ta hiểu rồi, vậy thì con cứ làm theo kế hoạch đi. Miễn tìm ra được kẻ xấu thì một tháng chứ tới ba tháng nằm trong nhà kho ta cũng cam lòng. Nhà này đã bị chúng thao túng quá lâu rồi. Bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào con thôi. Nói với vợ con phải hết sức cẩn thận nghe không? Dạ, mẹ cố gắng chịu quỷ khúc một thời gian nghe. Con sẽ đưa bọn chúng ra ánh sáng. Sớm thôi, mẹ chờ con đó. Chào bà Hai, cậu lặng lẽ về phòng, không quên an ủi và dặn bà phải giữ sức khỏe, không có được trúng kế của bọn tiểu nhân. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Chính cái quyết định nhốt bà Hai vào nhà kho của cậu đã khiến mấy con rắn bắt đầu mất cảnh giác và chúng nó không có đề phòng. Chúng bắt đầu trườn ra khỏi hang. Và đêm nay, cậu đã vô tình chứng kiến một con chuồn chuồn rời tổ. Đang đi tiểu, cậu ba chợt nghe thấy tiếng động phát ra rất nhẹ ở cạnh cái giếng cạn. Là hai bóng người, một nam một nữ. Mày tới đây có ai biết không? Bà yên tâm đi, giờ này làm gì có kẻ nào thức. Bà có gì sai khiến cứ nói với con. Mày hãy đi tìm ông thầy Hòa Bình để thỉnh cho tao cái thứ bùa mà tao yêu cầu đi. Dạ, bà có đem theo cái thứ con nói không? Vậy còn những cái chuyện kia xử lý làm sao bà?
Con muốn được gặp Tâm. Bây giờ chưa phải lúc đâu. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà mày tìm gặp nó thì chết đó. Ghiềm ngay cái sự mong nhớ đó lại đi. Cẩn thận với thằng ba, nó không phải là một đứa đơn giản đâu. Nói xong, bà ta đưa cho người kia một gói giấy nhỏ. Thằng kia nó im lặng hồi lâu rồi rời đi. Nhìn bóng nó khuất dạng với dãy nhà dành cho bọn Hầu Nam, cậu ba biết mình đã đi đúng hướng. Còn người đàn bà kia cũng ngay lập tức khuất dạng vào trong nhà. Tất cả trở lại im ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng trở về phòng ngay sau đó. Một tuần sau, hôm nay là Tết Thanh Minh nên cả ba bà đều đi lễ chùa. Nhà chỉ còn có mấy người hầu và ông Chánh ở lại. Cậu cả và cậu ba cũng đi làm. Hôm nay ông Chánh cảm thấy mệt mỏi cho nên không có ra ngoài cổng. Vừa về phòng, ông liền nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Chợt ông thấy một bàn tay mát lạnh sờ lên trán. Mở mắt ra, thấy Vũ Tám đang đứng trước mặt. Trên tay là một ly nước bột sắn dây. Nhẽn miệng cười, Vũ ta nói. Dạ, bẩm ông, em đem nước vào cho ông giải nhiệt. Bình thường có lẽ bà sẽ bị ông Chánh quát cho một trận và đuổi ra khỏi phòng. Nhưng hôm nay ông lại hiền đến lạ lùng. Ông không nói gì mà cầm lấy cái ly nước trên tay Vũ Tám rồi một mạch uống cạn. Uống xong, ông nhìn Vũ Tám chằm chằm và nói. Bà có biết bắt gió không? Đánh gió cho ta một lúc đi. Tự nhiên đầu nó đông ông vậy đó. Dạ được, ông chủ cứ nằm xuống để em bắt gió cho. Đây là nghề của em mà. Em đánh gió một lúc là ông thấy nhẹ người ngay à. Bàn tay của mụ đúng là có ma lực. Nó mơn man trên da thịt của ông một cách nhẹ nhàng. Những ngón tay miết đến đâu, ông Chánh lại cảm thấy dễ chịu tới đó. Mắt ông liêm diêm khép hờ. Ông cảm nhận một vùng da thịt ấm nóng đang chạm khẽ vào người mình. Cái thứ này quen lắm, nó mềm mại làm sao. Mở mắt ra, ông thấy gương mặt của mụ Tám đang kề sát mặt mình. Hơi thở nóng hổi và giọng nói gấp gáp vang lên. Ông chủ, ông thấy đỡ hơn chưa? Ông Chánh bất giác đưa tay lên vuốt má của mụ. Người đàn bà tuổi gần 50 giống như đang hồi xuân thì phải. Đã lâu lắm rồi, mụ không được ai đụng chạm. Cảm giác muốn được gần gũi đàn ông trỗi dậy. Tiếng của mụ cất lên đầy mê hoặc. Ông có thích em đưa lên tiên không? Thích. Thích lắm. Vậy ông hãy nhắm mắt lại đi, em sẽ làm cho ông sung sướng. Ông Chánh lúc này không còn biết những gì xảy ra xung quanh. Mắt của ông nhìn bà ta đắm đuối rồi nói. Đóng cửa lại đi. Vũ Tám nhanh nhẹn đóng chặt cửa lại, rồi đưa ánh mắt gợi tình nhìn như thôi miên vào mặt của ông Chánh tổng. Bây giờ không ai còn nhận ra bà Vũ Tám thường ngày nữa, mà thay vào đó, trước mặt ông Chánh hiện tại là một người đàn bà đầy quyến rũ. Bà ta từ từ cởi cái áo cánh nâu ra để lộ cái yếm đào đỏ thắm. Sau cái đêm đó, ông Chánh tổng với bà Vũ Tám đã lăn lộn cả một đêm, và rồi họ vẫn thì thục với nhau. Đã một tuần nay, ông Chánh không có lên ngủ trên phòng của bà ba. Ông viện cớ dạo này có nhiều việc nên ngủ ở phòng riêng cho tiện. Bà ba thấy lạ nhưng cũng không có ý kiến gì. Kiếp chồng chung là nói vậy đó. Đêm nay vẫn như thường lệ, đợi cho mọi người ngủ say, ông Chánh lại mò sang phòng của bà Vú. Đúng là ăn phải bùa phải bả của mụ, nên ông cứ say mụ đàn bà nửa mùa đó như điếu đổ. Mà mụ Vú dạo này cũng trơn lông đỏ da lắm. Gái phải hơi trai mà, mụ lại đang hồi xuân, cho nên người lúc nào cũng hừng hực. Rút kinh nghiệm từ con Tâm, mụ không hề để lộ ra một sơ hở gì cho người khác nghi ngờ. Mụ biết bà cả không phải dạng gà mờ, lại ghen như quản thư. Bên cạnh lại còn có cậu cả hét ra lửa. Mụ chỉ là một con hầu. Dù cho có ở đây mấy chục năm thì vị trí đó cũng không hề thay đổi. Vậy cho nên muốn thành công việc lớn chỉ còn cách nhẫn nhịn chờ thời cơ mà thôi. Đêm đó, thật không may cho mụ, vì mợ ba mắc đi tiểu. Ra ngoài tiểu xong, mợ lại đi đến nhà kho xem mẹ hai có ngủ được không. Chợt mụ nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phòng mụ Vú. Tiếng động mờ ám này khiến cho mợ sinh nghi. Mon men lại gần, mợ áp tai vào tường nghe ngóng. Và sự nghi ngờ của mợ đã có câu trả lời.
Tiếng rên ở bên trong vang ra mỗi lúc một lớn, kèm theo vài âm thanh ám muội đập vào tai, làm cho mợ ba chết sững. Mợ ba xém kêu lên thành tiếng khi phát hiện ra người vừa nói với mụ vú kia không ai khác chính là cha chồng của mình. Chắc chắn là ông Chánh. Ông còn xưng anh với mụ nữa chứ. Điều mà có chết mợ cũng không tưởng tượng ra, con mụ vú này có chiêu gì mà to gan lớn mật như vậy chứ. Lại dám qua mặt cả ba bà mà quyến rũ ông Chánh. Nhất định mợ phải nói cho cậu ba biết chuyện này mới được. Không thể để cho con rắn yêu tinh này nó tác oai tác quái trong nhà như vậy. Nghĩ là làm, mợ rời khỏi chỗ nấp đi về phòng mà trống ngực vẫn đập lên thình thịch. Vừa nằm xuống giường, mợ đã ôm cứng lấy người cậu. Cậu ơi, có chuyện rồi. Tài đình đó. Cái gì vậy? Mợ nói cái gì? Mở mắt ra em nói nè, nhà mình xảy ra chuyện rồi. Đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Cậu ba nghe vợ nói vậy thì biết là có chuyện không lành, liền nhổm ngay vậy. Mợ nói đi, có chuyện gì? Con mụ vú lại gây chuyện, mà lần này nó dám to gan quyến rũ cha nữa đó. Và rồi mợ một mạch kể ra hết những điều mình vừa mắt thấy tai nghe. Cậu ba run hết cả người vì giận. Không ngờ con rắn đó lại dám ngang nhiên mà làm cái chuyện bại hoại ngay trước mặt mình. Chợt nhớ ra điều gì, cậu vỗ vào trán mình một cái. Thôi đúng rồi, đích thị là hôm đó con mụ này đã đi thỉnh bùa yêu để hại cha rồi. Nhất định là như vậy rồi thì cha mới vướng vào lưới tình của nó. Chứ bình thường nó làm gì có cửa. Cũng tại mẹ cả thôi, cõng rắn về cắn gà nhà mà không biết. Bây giờ nó đốp hết cho miếng này tới miếng khác đó, cay lắm. Cậu biết con cáo già này còn cao tay hơn mẹ cả nhiều, vì vậy phải hết sức thận trọng, tránh bứt dây động rừng. Đồng thời lại dặn mợ hết sức cẩn thận, không có được manh động. Mọi việc hãy để cho cậu tự giải quyết. Việc của mợ bây giờ là giữ sức khỏe để sinh con cho cậu. Sờ vào cái bụng đã bắt đầu lay tròn của mợ, cậu thì thầm. Không biết là thằng cu hay là con hiểm đây, nhưng dù là con nào thì cha vẫn yêu thương hai mẹ con. Con sinh ra thì không có được cứng đầu khó dậy như mẹ con nghe chưa. Cái gì chứ cái món trèo leo là cha cấm tiệt đó nghe không. Nghe cậu nói đến món sở trường, mợ không nhịn được liền nói. Lâu rồi em không có được trèo ổi, thấy chân tay nó cứ ngứa ngáy khó chịu sao đó. Mà sao cậu cứ bám chặt mấy cái cây ổi đó, sao không chặt đi? Thấy mấy cái chùm trái nó lủng lẳng chín trắng ở trên cây, làm cho em chảy hết cả nước miếng. Cậu đúng là khó tính quá đi. Nếu vậy để ngày mai tôi vác dao ra chặt luôn, đỡ cho mợ phải thèm thuồng ha. Mai sáng cầm cái rổ ra giường mà lụm ổi nghe. Tôi hạ cả cái cây xuống cho mợ tha hồ mà ăn. Ăn trừ cơm cũng được, cần gì phải trèo. Không có được đâu. Cậu sai thằng hám nó trèo lên hái cho em, để cây đó không có được chặt. Để khi nào đẻ xong em còn mắc võng ra đó nằm cho nó mát nữa. Lúc nào thèm thì lại nhảy tót lên cây, hái trái thì sướng lắm. Của nhà trồng được tội gì mà không hái. Tôi cũng chịu thua mấy cái trò trẻ trâu của mợ đó. Sắp làm mẹ trẻ con rồi mà vẫn cứ không có lớn được chút nào à. Lớn chứ, em đang lớn dần dần đây nè, anh không thấy sao mà còn nói. Từ cái hôm mà mơ thấy mấy đứa trẻ ở ngoài cái giếng cạn sau giường, thì hôm nay mợ ba mới gặp lại những đứa trẻ đó. Đang ngon giấc, mợ chợt thấy thằng bé bữa kia nó đứng ở đầu giường khóc tỉ ti. Chị ơi, cứu em, cứu mẹ em với, mẹ em bị quan, có người muốn hại mẹ. Em nói đi, sao lâu rồi em không về thăm chị, để chị chờ hoài. Từ hôm về gặp chị xong, chúng đã làm bùa yểm tụi em, làm tụi em không có ra được. Vậy sao hôm nay lại về được đây? Lá bùa chúng chôn ở dưới chân giếng bị trận bão to hôm qua làm mục nát rồi. Vậy em mới thoát ra mà báo mộng cho chị được đó. Chị phải lẹ tay lên ngang. Ai đã hại mẹ và các em? Nói đi, chị sẽ giúp. Là mẹ cả và con mụ vú đó. Chính mụ vú đã giấu thuốc vào phòng của mẹ. Còn mẹ cả đã sai mụ ấy cho mẹ uống thuốc sảy thai để giết tụi em. Trời ơi, tụi nó thiệt là độc ác. Chúng là những con quỷ chứ không phải là con người. Con Tâm cũng không có tốt đâu chị. Nó đã hại chị cả. Nó là quân cờ của hai người kia. Nếu không vạch mặt họ thì nhà này từng người sẽ bị tụi nó hại chết đó. Kể cả con của chị. Mẹ ba cũng là do chúng hại.
con Na cũng vậy đó. Trời ơi, bọn người độc ác, chúng sẽ phải trả giá. Nhất định chị sẽ bắt chúng phải trả giá. Chị hiểu rồi, chị sẽ có cách. Em có cần cái gì không, chị sẽ mua cho em. Tụi em đã ở lại Dương Thế quá lâu rồi. Em muốn được nương nhờ cửa Phật để ngày ngày nghe thầy giảng kinh. Khi nào xong việc trẻ nhờ sư thầy cầu siêu cho tụi em. Thôi, em đi đây. Một thân ảnh mờ ảo của đứa bé biến mất. Mợ ba tròn tỉnh thì biết rằng mình vừa mới mơ, một giấc mơ rất chân thật. Mợ bàng hoàng không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Nó thật tàn nhẫn và kinh khủng. Mợ toát mồ hôi hột, từ đó cứ thức trong trong luôn cho đến sáng. Con mụ vú này không phải là người. Sáng hôm đó, sau gần 3 tháng trời, mợ ba mới ra khỏi phòng. Bây giờ mợ đã có bầu được 4 tháng. Được hít thở không khí trong lành thật là thú vị. Từ xa, vú tám đã thoáng thấy bóng mợ ba ra ngoài, thì lòng hậm hực không có vui. Môi của vú miếm lại lẩm bẩm. Cái con chết bầm mày, mày đừng có dội mừng ngang. Đời còn dài lắm, chắc gì đã giữ được cái thai đủ 9 tháng 10 ngày đâu. Tao sẽ khiến cho mày sống dở chết dở, rồi đời mày sẽ ngập tràn trong nước mắt thôi, cái con khốn. Bà ta biết, nếu muốn ra tay với mợ ba trót lọt, thì chỉ có cách ly gián con Hảo ra thì mới có cơ hội. Mà con này thì luôn kề cận mợ, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chờ xem, lần này mày sẽ không có thoát khỏi tay bà đâu. Và cuối cùng, vận may đã đến với người đàn bà quỷ quyệt này. Đang ngắm đàn vịt bơi ở dưới ao, mợ ba thấy khát nước liền kêu con Hảo vào lấy nước. Vũ Tám thấy cơ hội ngàn năm đã có, vũ ta mới rảo bước đi lại. Để cho mợ ba không có phát hiện ra mình, vũ ta đi rất nhẹ. Vừa xuất hiện sau lưng mợ, mụ vú liền dùng hết sức bình sinh xô mạnh một cái vào lưng, khiến cho mợ ba không đề phòng mà ngã nhào xuống ao. Cái ao này rất rộng và sâu, vốn không biết bơi nên mợ ba trong giây lát mà nhấp nhô giả gạo. Thấy vậy, vú ta đi nhanh sang chỗ khác để tạo sự vô can. Chỉ đến khi nghe tiếng hỏi của con hầu thì vú ta mới làm như vô tư trả lời. Tao vừa mới ra tới đây thì có thấy mợ ba ở đâu. Có lẽ chờ mày lâu quá nên mợ về rồi. Không, tôi vừa mới đi lấy nước đã không thấy mợ đâu rồi. Vậy thì chắc là về phòng rồi đó. Có vậy mà cũng hỏi nữa. Ngu quá trời quá đất đi à. Con Hảo chợt đưa ánh mắt hằn học về phía của mụ, rồi tiến lại bờ ao, giáo giác nhìn. Chợt nó hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, mợ ba, mợ ba té xuống ao rồi, có ai không? Cứu con tôi với! Nghe tiếng kêu thất thanh của con Hảo, đám người làm ở đằng sau chạy nháo nhào cả ra. Thằng Tị nhìn thấy mợ ba đang nhấp nhô dưới nước, thì không nói không rằng nhảy xuống. Khi nó đỡ được mợ lên, thì người mợ đã mềm quặt. Bà ba hoảng quá. Hô hấp nhân tạo cho mợ đi. Cẩn thận đó. Đang có chữa cố gắng đừng có để ảnh hưởng đến mẹ và con. Khổ quá. Đi đứng thế nào mà lại ngã xuống ao vậy kìa. Con Hảo lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Dạ là tại con. Tại con vào nhà lấy nước cho mợ. Nên mợ mới té. Trời ơi cô ơi. Tỉnh lại đi cô. Số của mợ ba đúng là phước lớn. Sau một hồi hô hấp nhân tạo thì bao nhiêu nước trong miệng của mợ cũng ọc ra. Người mợ xanh như tàu lá chuối. Thấy mợ mở mắt, con Hảo nó mừng quá. Trời ơi, may quá, mợ tỉnh rồi. Mợ làm con hết hồn. Sao mà mợ lại té xuống ao vậy? Đã nói là chờ con vào lấy nước mà. Bà ba thấy con dâu tỉnh thì hối thằng Tị ẵm mợ vào nhà để tránh gió mấy, rồi kêu con Hảo lau người thay đồ cho mợ. Còn thằng Hám đi mời thầy Lan, thằng Tuất đi gọi cậu về. Đám người vẫn cứ bu đen bu đỏ trước cửa phòng của mợ. Bà ba phải nẹt mãi chúng mới tản ra. Khi chỉ còn lại bà ba và con Hảo, mợ ba mới định thần. Mẹ, không phải con tự té, mà có kẻ đẩy con xuống ao. Bà ba tròn mắt. Con nói thật chứ, con có nhìn thấy kẻ đó là ai không? Lúc đó con mãi ngắm đàn vịt bơi ở dưới ao, kẻ đó đi đằng sau đẩy con xuống, con không có nhìn thấy mặt. Con Hảo điên tiết. Chó chết thiệt, kẻ nào mà dám liều lĩnh đẩy mợ xuống ao. Vậy là lúc nào nó còn muốn ngăn cản mợ sinh con. Bà ba lên tiếng. Không thể chần chừ được nữa.
Chiều nay phải nói cho cậu ba biết để bằng mọi cách lôi cổ nó ra ánh sáng thôi. Cứ để nó sống nhở nhơ như thế này thì sớm muộn nó cũng hại chết mọi người. Một lúc sau, ông Lan thốn tới. Ông đưa tay bắt mạch cho mợ ba một lúc trước ánh mắt lo lắng của bà ba và con hầu. Một lát sau, ông mới ngẩng lên thở phào một cái. May cho nhà cụ Chánh mà mạng đứa trẻ này cũng lớn thiệt à. Bị hại hai lần mà không có sao. Tôi sẽ cắt cho mợ một ít thuốc an thai. Bà nhớ kêu người nào tinh cẩn sắc lên cho mợ uống ngay ngen. Phải hết sức cẩn thận mới được. Dạ, cảm ơn thầy. Ông Lan ra về thì cậu ba cũng về đến nơi. Lúc ở bệnh viện nghe thằng Thuốc đó nói mà cậu vừa giận vừa bụng rủng chân tay vì sợ và lập tức lao thẳng về đây. Trên người vẫn đang lấm tấm mồ hôi, cậu lao ngay vào phòng, ngó thấy vợ đã ổn mới dám thở phào một cái. Bà ba kéo cậu lên phòng. Mẹ e là tụi nó không có ngồi yên đâu, con phải xúc tiến nhanh lên, chứ cứ để như vậy e là không có ổn. Dạ, mẹ yên tâm đi, con sẽ cất gió bọn chúng. Nhanh thôi, chúng đã động đến người thân của con thì đúng là chán sống rồi đó. Cậu về phòng hỏi con Hảo. Lúc mày mang nước ra cho mợ, mày có thấy ai ở đó không? Dạ em không thấy ai cậu à. Nhưng lúc đó em hô quán thì người đầu tiên em nhìn thấy chính là Vũ Tám. Lại là mụ ta. Rốt cuộc cái loại âm hồn bất tán này còn gây tắc quay tắc quái như thế nào nữa đây? Lần này cậu ba quyết không thể để yên. Cậu biết chúng đã bắt đầu hành động. Và đêm đó cậu đã chứng kiến những cái chuyện động trời mà bấy lâu nó bị che giấu trong bóng tối. Lúc đó tầm canh ba, khi mọi người trong phủ đang chìm trong giấc ngủ, thì có một bóng người nhẹ nhàng đi ra phía nhà kho. Ở đó đã có một kẻ đang đứng chờ. Thấy người này vừa mới xuất hiện thì kéo ngay vào trong, miệng rối rít. Trời ơi, tôi nhớ chết được đó. Lần nào cũng phải lén lén lút lút về, chán thế mẹ à. Bao giờ thì tôi mới được danh chánh ngôn thuận đón mẹ con em về? Nõm mà, lúc nào cũng sồn sồn lên á. Không hết xô chè bây giờ đó. Em đã kêu từ từ thì từ từ. Không thấy lã bất di tiên ở bên tàu xưa hả? Người ta còn phải hiến vợ cho vua tận mấy chục năm mới thành công đó. Mình mới có một chút là cuốn cả lên rồi. Nhưng mà đêm nào cũng nghĩ đến cảnh em phải phục vụ cho cậu cả thì anh không có chịu được. Anh đừng có làm liều nghe. Để đó em liệu. Thằng nhỏ càng lớn thì càng nhìn giống anh. Mà nhà nó đúng là một lũ mù. Cái miệng anh đó nghe, ăn mắm ăn muối à. May mà nhà nó không có phát hiện ra đó. Nó mà nhìn ra thì anh có mà toi. Thấy em tài chưa? Anh mà không chịu nghe em sang làng bên làm thuê, cứ ngày nào cũng thì thà thì thục ở đây, kiểu gì nó cũng dò ra cái ổ chuồng chuồng, rồi là chết cả lũ đó. Chết là chết làm sao? Mạng anh lớn lắm, không có chết được đâu mà lo. Rồi hàng loạt tiếng động lạ vang lên. Hai con rắn người cứ vậy mà rút rít cuốn lấy nhau, mặt mẹ sự đời. Đâu biết rằng bên ngoài có hai người đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Đang chìm trong đê mê quan lạc, chợt có tiếng quát vang lên. Lũ súc sanh, tụi mày muốn chết hả? Người đâu, trói chúng ra lại cho tao. Đó là tiếng của cậu ba. Đồng thời hàng loạt bước chân rầm rập tiến vô. Những ngọn đuốc cũng cháy lên rừng rực, soi rõ mặt hai kẻ bên trong. Con Tâm run rẩy chụp lấy cái áo định mặc vào thì cậu ba đã hất hàm ra hiệu cho mấy thằng hầu. Quăng hết quần áo của bọn chúng ra đi. Để xem hôm nay tao xử bọn mèo mã gà đồng này thế nào đây. Tụi mày to gan thiệt. Chỉ một loáng, cả đôi mèo mã gà đồng đã bị trói gô lại. Lũ chó thấy động sủa vang. Nhà ông Chánh đã sáng trưng đèn đuốc. Cả nhà đều đồng loạt thức dậy. Ai cũng muốn nhìn rõ mặt hai kẻ chim chuột kia. Khi mọi người đã tỏ thì hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Con Nhài nói với con Côi. Tao thấy sai sai sao đó. Vậy ra không phải con Tâm vừa đẻ con cho cậu cả hả? Con nào? Có mà con Tu Hú đó. Cậu cả đã ăn phải quả lừa to đùng rồi. Đích thị là cậu bị đổ vỏ cho thằng khác. Hóa ra là thằng Hợi à. Thảo nào, nó tường tận đường đi lối lại vậy đó. Kiểu này thì chết chắc với cậu ba rồi. Bà cả còn tưởng mình nhìn lầm. Đích thân bà còn cúi sát người, ngó vào mặt đôi cẩu tặc. Khi biết đó chính là con Tâm thì bà tru tréo. Con Tâm biết là nếu nó nhận thì kiểu gì cũng bị đánh trương xác ra. Thôi thì còn nước còn tát,
cứ phải bám víu vào thằng con làm cái phao cứu sinh vậy. Nghĩ vậy, nó liền khóc òa lên. Bà ơi, xin bà tha cho con, là con bị lừa, thằng này nó lừa con. Còn cậu chủ nhỏ, đích thị là con của cậu cả. Con mà nói sai một lời, con thề chết không có nhắm mắt. Cậu cả lúc này không còn kìm nén được nữa, liền lao tới, túm lấy tóc con này, rồi cứ dậy mà bơm bóp vào mặt nó. Thì ra, mày toàn là lừa bố mày đi ngủ để mày thẩm thuộc với cái thằng chết bầm này. Còn bà nó cái lũ mèo mã gà đồng này, hả? Hôm nay tao sẽ tiễn chúng mày đi chào ông bà ông giải ngang, sám hối đi con. Chưa hả giận, cậu lại lao vào tên đàn ông kia mà đấm đá không tiếc tay, miệng vẫn không ngừng rủa xả. Thằng trâu điên bò dại kia, mày đụng vào con nào không đụng, lại đi đụng vào cái con chó cái này, mày đúng là chán sống rồi, đánh chết mẹ này cho tao. Theo đà, những cú đấm cái đạp được cậu cả thôi liên tục vào người thằng kia. Không bao lâu chắc mồm miệng của nó đã té máu. Cậu ba sợ cậu cả đánh nó chết, cậu liền lôi cậu cả ra. Anh cả bớt nóng đi, việc đâu còn có đó. Em nghĩ tụi nó còn làm ra nhiều trò tổm hơn vậy nữa. Để đó cho em sẽ bắt chúng phải khai ra những việc chúng đã hại người trước đây. Nếu chúng không thành khẩn, thì mình giải lên quan phủ cho chúng trú tù. Con Tâm nghe nói giải lên quan phủ thì sợ lắm. Nó nghĩ đến nước này rồi, thì tình nghĩa là cái quái gì, phải giữ lấy thân thôi. Chỉ bằng đổ hết tội cho thằng Hợi mới được. Bao nhiêu ân ân ái ái, tầm này cũng ném cho chó nó nhá. Nói là làm, nó liền bù lu bù loa. Quan cho em lắm cậu ơi, em cũng dại dột nên mới bị người ta sai khiến thôi. Tất cả là tại thằng này, nó đã mồi chài em. Cậu hãy xử một mình nó đi, em nguyện đời này kiếp này hy sinh thân mình nuôi con cho cậu. Em thề không có lần thứ hai, là em không cố ý, em bị lừa. Câm miệng! Cái loại gái già miệng như mày á thì cho có già lừa ưa nặng thôi. Hả? Mày có tư cách gì mà mở miệng ra đây? Còn gào cái miệng ăn dạ à? Khốn nạn đến vậy là cùng. Rốt cuộc mày cũng chọn cách đổ tội cho người khác để thoát tội à? Đâu có dễ vậy được đâu. Từ từ ta sẽ cho tụi mày vào lò nướng hết. Khủng kiếp! Bất ngờ nhất là thằng Hợi. Nó không ngờ con đàn bà mới đây còn sống chết thì thốt sẽ ăn đời ở kiếp, sẽ theo nó đến cùng trời cuối đất. Cuối cùng vì cái mạng chó lại đi đổ hết tội cho mình. Mới đầu cũng định sống chết với nhau, nhưng con Tâm nó đã quyết nhay hết sang nó thì nó cũng không có còn gì mà giữ nữa. Đằng nào cũng chết, chỉ bằng quịt tẹt hết mẹ nó ra, nó sẽ chơi một màn cá chết lưới rách với con này. Một con đàn bà bẩn thỉu như vậy thì cũng không có nên hy sinh làm cái gì. Thằng Hợi nó quất ức hét lên. Con đàn bà khốn nạn, mày tưởng định vô hết tội cho ông mà thoát hả? Đừng có hòng ngang. Trạng chết thì chúa cũng băng hà. Ông sẽ tung hết những cái trò bẩn thỉu của mẹ con mày ra. Loại đàn bà ăn cháo đá bát, chưa qua cầu đã rút dáng nhà mày đó. Cái đồ tráo trở. Bà cả nghe thằng này nói vậy thì mặt mày xám ngét. Mày có câm miệng đi hay không? Cái thằng chó dại chuyên đi cắn càng kia. 3 tuần, con cứ đánh cho nó ngậm cái miệng thúi nó lại đi. Cậu ba chợt cười khẩy. Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Không có gấp gáp đâu mẹ à. Cứ cho tụi nó bốc phốt nhau hết đi, sau đó con mới xử. Lần này thì cất gió một mẻ luôn. Một con kiến cũng không thể thoát được. Còn nhiều việc hay ho lắm. Mẹ đứng đó mẹ coi ngang. Nhiều kẻ nghe thấy cậu nói cứng như vậy thì nhất thời không lạnh mà run. Vũ Tám và mẹ cả đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Tiếng của thằng Hợi cất lên. Thưa ông Chánh, thưa cậu ba, những lời con nói ra đây hoàn toàn là sự thật. Một câu cũng không có dám nói láo đâu. Chỉ xin cậu nương tay tha cho con cái mạng này. Con sẽ nguyện làm trâu ngựa cho cậu suốt đời. Dạ, thưa cậu, con và con Tâm vốn là người cùng quê. Tụi con yêu nhau từ lâu rồi. Nó cũng thề non hẹn biển với con rằng sau này sẽ làm vợ con. Không ngờ nó tham sang phủ khó, bày mưu tính kế lừa con, lừa cả gia đình ông Chánh. Chuyện đã bắt đầu hay ho rồi đây bà con ơi. Cậu ba hất hàm kêu nó nói tiếp. Con Tâm bên này dùng dãy định lao đến ăn thua đủ với thằng Hợi, nhưng đã bị đám hầu giữ lại nên nó chỉ biết bắn ánh mắt tức tối căm hờn về phía thằng này mà thôi. Thằng Hợi lại cất giọng rành rọt. Nó bàn với con mê hoặc cậu cả để được cậu lập làm lẽ, xong sẽ tìm cách dơ vét tài sản của cậu và cùng con cao chạy xa bay. Hỗn láo! Cậu ba bực bội xen vô. Thằng Hợi đang kể bất giác nghe tiếng quát thì giật mình.
Ông Chánh ngồi ngậm tẩu thuốc ở trên ghế, sốt ruột không có chịu được thì quát lên. Nói mau đi! Dạ, giống dĩ đứa con mà mọi người tưởng con của cậu cả, thực ra là con của con. Con Tâm nó có chữa cho con được gần tháng mới mồi chài được cậu cả. Cậu cả đang im lặng bỗng hét lên. Con đàn bà lăng loàn kia, ta phải giết mày! Như một người điên, cậu lao tới bất kể mấy thằng kia ngăn cản. Những cú đấm cú đạp cứ được thôi liên tục vào người con đàn bà mất dạy đó. Thiệt là khốn nạn quá. Con Tâm dường như không có chịu nổi liền ngã vật ra. Cậu cả vẫn không có buông, túm lấy tóc con này rồi giả bơm bóp vào mặt khiến cho nó bật cả máu miệng, máu mũi trào ra. Đến lúc cậu định giơ tay thôi cho nó một quả vào miệng thì một tiếng thét như xé vải vang lên. Buông nó ra! Nếu cậu còn cố tình ra tay với nó, tôi sẽ liều mạng với cậu đó! Ai nấy đều ngạc nhiên. Dán mắt vào người vừa phát ra tiếng nói là mụ vú. Tại sao vú ta lại binh vực con Tâm như vậy? Mặc cho mọi người nhìn mình với những đôi mắt mang hình dấu hỏi, vú Tám vẫn bất chấp mà lao đến ôm trọn lấy con Tâm. Khi tất cả đều đã định thần, vú mới bò lết đến bên ông Chánh, ôm lấy chân ông mà nói. Ông Chánh, ông nói cái gì đi chứ? Ông hãy giúp em cứu lấy con Tâm. Nếu ông không ra tay, nó chết đó. Nó mà chết thì em sống làm sao nổi đây? Cứ nghĩ ông Chánh sẽ đạp mụ ta ra và giả cho mụ mấy cái. Nhưng không, ông nhìn xoáy vào mặt mụ, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Đôi tay ông đưa lên vỗ vỗ vào lưng mụ như an ủi. Miệng ông nói một câu mà ai nấy đều tưởng mình nghe lầm. Dừng lại đi, sự việc giải quyết đến đây được rồi. Nhưng bà cả nào có chịu như vậy, nhìn cái cách ông quan tâm đến mụ vú, trái tim bà bỗng như có ai bóp nghẹt. Nó muốn dở ra từng mảnh. Linh cảm của một người vợ nói cho bà biết có cái gì sai sai ở đây. Không lẽ... Đúng vậy, đôi mắt đắm đuối của ông Chánh nhìn mụ vú chỉ có thể là yêu. Bà đã sống với ông mấy chục năm, nhưng cũng chưa một lần chạm được đôi mắt đó. Vậy ra, người đẹp như bà ba mà cũng không có giữ nổi chân của ông sao? Lại là con mụ vú, sao lại là nó chứ? Uổng công bà đã tin tưởng nó bao nhiêu năm nay, cứ tưởng đằng sau cái vẻ ngoài chủ tớ của mụ vú luôn cúc cung tận tụy lo cho bà như một người chị em tốt. Không ngờ, đằng sau nó lại đâm cho bà một dao chí mạng. Như vậy là thế nào đây? Bà quyết phải tìm cho ra. Hôm nay, không bắt con mụ vú này khai ra thì bà không phải là bà cả của ông Chánh Tổng nữa rồi. Vú Tám, vú nói lại tôi nghe coi, vú vừa nói ông Chánh cái gì? Nói! Câu nắng gân của bà cả như một cái roi quất mạnh vào người, làm cho ông Chánh đột nhiên thức tỉnh, nhận ra mối nguy hiểm trước mặt, ông đẩy bà vú ra. Nể tình vú đã theo vợ ta suốt bao nhiêu năm nay, ta không có thể trơ mắt đứng nhìn. Thôi, dẹp hết đi! Bới ra chi cho thêm nát nhà nát cửa, tất cả sẽ được lập lại trật tự hết. Việc thằng Hợi nói có đúng hay không thì phải điều tra rõ mới biết được. Tạm thời cứ nhốt nó lại cái đã. Không được, hôm nay vú Tám không giải thích rõ cho tôi biết thì đừng có hòng rời khỏi chỗ này. Con Tâm cũng đừng có hy vọng được tha chết, nghe chưa? Tôi hỏi vú, vú với con Tâm chỉ là bà con xa, vậy tại sao vú lại ra sức bảo vệ cho nó làm cái gì? Hay bên trong còn có ẩn tình gì đây? Vú nói đi, hãy nói cho thật. Vừa rồi vì quá lo cho con Tâm mà vú Tám xém bị hại nó chết. Bây giờ nghĩ lại mới biết mình hồ đồ ngu si. Bà ta lấp liếm. Thưa bà cả, là vì tôi thương con bé nó vốn dĩ là họ hàng. Người ta nói một mớ hàng xóm cũng không bằng một chút bà con. Hồi còn nhỏ tôi còn hay chơi với mẹ của nó. Thấy con Tâm đang nuôi con nhỏ, có cần thiết phải đánh nó bầm dập như vậy không? Nói láo, tôi cũng cùng làng với bà, sao lâu nay tôi chưa từng nghe thấy cái chuyện bà chơi thân với mẹ của nó? Bây giờ bà nói đi, bà và con Tâm có mối quan hệ như thế nào? Tại sao bà dám xả thân cứu nó? Con Tâm lúc này mới ngóc đầu lên thiều thào. Xin hãy tha chết cho con, cậu chủ nhỏ chính là cốt nhục của cậu, cậu cả. Nói đến đây, người nó mềm quạt ra rồi ngất xỉu. Cậu ba kêu mấy thằng hầu. Hôm nay sự đến đây thôi, lôi con Tâm vào phòng và mời ông Lan đến chữa thương cho nó. Đợi khi nào nó hồi phục, xử tiếp. Tôi cũng cần điều tra thêm một số chuyện. Giải tán đi. Cũng may cho con Tâm, vì cậu ba còn lương tâm, chứ nếu quyết tâm xử luôn hôm nay,
thì e là con Tâm chưa chắc đã được mạng. Cậu cũng không muốn quá nóng vội, trong khi mình còn chưa tìm đủ mọi chuyện kỹ càng. Rất có thể bí ẩn về bà Vú và mẹ cả, bây giờ lại thêm mối quan hệ của con Tâm và thằng Hợi nữa, nên phải hết sức thận trọng, chỉ cần sai một ly là đi một dặm ngay. Con Tâm được đưa về phòng để chờ thầy Lan đến trị thương. Thằng Hợi thì bị đám gia nhân nhốt vào nhà kho. Vì có thằng Hợi nên mẹ hai tạm thời được thả ra, chưa có truy cứu. Nhiều kẻ thấy cậu ba giải quyết hợp tình hợp lý như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có kẻ vẫn nơm nớp nỗi lo, không biết tử thần gọi tên mình lúc nào. Cậu ba ghé tay thằng Tuất và thằng Hám. Hai thằng mày bắt đầu từ bây giờ phải canh gác thằng Hợi thật cẩn thận cho tao. Bất luận kẻ nào tiếp cận gian nhà kho cũng không được cho phép. Tao thấy nó mới chính là đầu mối quan trọng của mọi việc đó. Đợi tao điều tra xong thì xử tiếp. Trở về phòng, cậu ba ôm lấy vợ. Chỉ ở bên mợ là tôi thấy bình an thôi à. Đau đầu với nhân tình thế thái quá. Mợ ba tuy không có tham dự chuyện phân xử, nhưng nghe cậu ba kể, mợ cũng đoán ngay ra tình huống. Cái đầu thông minh của mợ bắt đầu hoạt động. Mợ nói với cậu, nếu em đoán không lầm, thì cậu nên điều tra bắt đầu từ Vú Tám đi. Biết đâu con Tâm chính là một mắt xích. Theo em, rất có thể nó là một người cực kỳ quan trọng của Vú ta. Vì vậy mà bà Vú mới không có màn nguy hiểm mà bảo vệ cho nó. Bình thường, bà Vú rất coi trọng và trung thành với bà cả. Nhưng chỉ vì con bé này mà bất chấp khiến cho mẹ cả cũng phải nổi trận lôi đình thì kể cũng lạ lắm. Cậu ba chợt nhớ ra một chi tiết liền nói với vợ. Tôi còn phát hiện ra một chi tiết thú vị là cái cách mà bà Vú nhìn cha rất lạ. Nó đắm đuối đầy yêu thương. Cách xưng hô cũng khác. Cha cũng rất ân cần với Vú. Điều này trước nay chưa hề có. Trong ba bà vợ, cha yêu thương nhất. Nhưng trước mặt mọi người, cha cũng chưa từng thể hiện ra như vậy. Có lẽ nào... Cậu nghi là bà ta dùng bùa ngải với cha phải không? Rất có thể. Đã có lần tôi nói với mợ là bà ta từng trao đổi với một tên đàn ông ở gần cái giếng cạn về một ông thầy nào đó, người Hòa Bình, mà ở đó có rất nhiều thầy bùa ngải cao tay lắm. Đầu cậu ba chợt nổ ầm một tiếng. Thôi đúng rồi, có vậy thôi mà cậu nghĩ cũng không có ra. Cái tên đàn ông mặc đồ đen nói chuyện với Vú Tám trong giường có đặc điểm rất giống tên Hợi. Lẽ nào chính là nó? Vậy là bà Vú đã một tay che trời thực hiện mưu đồ bẩn thỉu của mình nhằm xoán ngôi các bà vợ, hay đằng sau bà ta còn mục đích nào khác? Nhất định cậu sẽ phải tìm ra manh mối này mới được. Lại nói về bà cả, đêm đó cứ mỗi lần nghĩ đến cử chỉ thân mật của ông Chánh dành cho bà Vú mà bà tức muốn dở mật. Cứ tưởng tượng đến cảnh chồng mình ngủ với con hầu già thì bà lại ba máu sáu cơn, chỉ muốn xé xác con mụ đó ra chấm muối. Ngặt một nỗi, đêm đêm ông Chánh toàn là ngủ trong phòng bà ba, nên bà cũng không có cách nào mà kiểm soát. Nỗi tức giận hờn ghen làm cho bà trằn trọc không có ngủ được. Bà vùng dậy nhẹ nhàng đi lên phòng bà ba nghe ngóng. Trong phòng vẫn im phăng phắc, không lọt ra một tiếng động, chứng tỏ bên trong đã ngủ rất say. Không còn cách nào cho bà biết được ông Chánh có ở trong phòng hay không. Một ý nghĩ tinh quái lé lên trong đầu. Bà bỗng thông minh lắm. Có vậy mà sao không nghĩ ra chứ? Nhất định mình phải bắt được con chuồn chuồn. Chắc chắn chúng đã dụ nhau chui vào hang rồi. Mình sẽ mò tới tổ con chuồn chuồn cái. Kiểu gì cũng tóm được con đực thôi. Bàn chân vô thức của bà rón rén như một con chuột, di chuyển từng bước thận trọng đến phòng của mụ Vú. Và quả đúng như dự đoán, bên trong phát ra hàng loạt tiếng động lạ dội thẳng vào tai của bà. Bên ngoài, bà cả nghiến răng ken két. Thì ra đúng như bà nghĩ, tụi nó đã đưa nhau vào đây hú hí. Không biết con mụ Vú kia đã ăn nằm với chồng bà bao lâu rồi, còn ngang nhiên nói xấu bà nữa chứ. Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi cáo dòm nhà. Con Vú Tám chết bầm kia, kiểu này thì mày chết với bà rồi. Bao nhiêu năm nay bà cho mày ăn sung mặc sướng mà không biết điều, định cướp cả chồng của bà luôn hả? Đồ ôn vật, mở to mắt ra mà xem, bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Hai tay của bà nắm chặt vào nhau thành nắm đấm, rồi hùng hổ đẩy cửa bước vô. Dưới ánh đèn hột dịch lập lòe, bà nhìn rõ hai kẻ khác tình dụng trộm đang cuốn lấy nhau.
Dường như họ vẫn đang đắm chìm trong cái vũ điệu giao quan nên không nhận ra mối nguy hiểm cận kề. Chỉ đến khi tiếng của bà cả the thé bên tai thì cả hai mới run rẩy buông nhau ra. Ông Chánh Tổng, người không một mảnh vải, đang trong tư thế cưỡi ngựa, còn mụ vú thì uốn éo lắc lư cả thân mình, lập tức đứng hình chết lặng. Như vậy là sao đây? Tại sao bà cả lại thức dậy đúng lúc này chứ? Cơn ghen của Quảng Thư được dịp bùng cháy, nó muốn thiêu đốt tất thảy mọi thứ xung quanh. Bà cả lao vào đẩy mạnh ông Chánh ra. Hai người như thế này bao lâu rồi? Dạy hết cho tôi, còn con mũi vú kia nữa. Mày muốn vuốt mặt phải nể mũi chứ. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mèo chuột cái kiểu này, đú đỡn ở đâu thì cũng phải chừa con này ra chứ. Nói xong, không để cho bà vú lên tiếng, bà cả xông tới núm tóc màu vú trù tréo. Hôm nay bà phải cạo đầu bôi vôi mày mới được, phải để cho cả làng cả tổng này biết rõ cái mặt của mày. Con diều tha quả mẫu, phí công bà ưa ái mày bấy lâu nay. Người đâu rồi? Trói cổ con đĩ già này lại cho bà. Ông Chánh bủng rủng cả chân tay vì một màn khó đỡ này. Ông chỉ biết đẩy bà ra và luống cuống mặc ngay quần áo vào. Còn mụ vú biết sự việc lần này cũng không thể che đậy được, đành phải được ăn cả ngã về không. Đằng nào cũng phải một mất một còn. Liền dùng dậy giáng thẳng một cái tát vào giữa mặt bà cả. Mày tưởng chèn ép được bà mãi hay sao? Con dùng xéo mãi cũng hoằng. Bà đây cũng phải nhịn mày như nhịn cơm sống vậy đó. Bà không có thể để cho mày đạo diễn cuộc đời của bà hoài. Mày định làm cái gì bà hả con chó cái kìa? Tại sao mày thì có tất cả, còn bà lại không có chứ? Mày có hơn gì bà đâu chứ? Bao nhiêu năm nay bà có phải cúi đầu hầu hạ mày còn hơn cả hầu mẹ nữa. Còn mày thì sao hả? Mày chỉ coi bà như một cái thứ công cụ giúp mày trả thù. Mày mới là con đàn bà rắn độc đó. Hôm nay thì bà sẽ sống chết một phen với mày. Mày cứ thử đụng vào bà một lần nữa coi. À, thì ra bây giờ mày mới lộ nguyên hình cái bản mặt thật của mày ra đó. Còn chó già thối tha hồi ám kìa, mày đã dùng bùa ngải để mê hoặc chồng bà phải không? Hôm nay bà không đánh cho mày bầm dập tơ tớp thì bà không có phải là bà cả của cái nhà này. Ai đời một con mụ già gần 50 tuổi đầu rồi còn đi động đực. Mày đụng vào ai thì đụng, chứ đụng vào bà là mày chán sống rồi đó con à. Bà sẽ cho đời mày ra thành tóp mỡ luôn, cái con chó già. Vậy là hai con đàn bà lao vào nhau cắn xé. Thật là một màn hay ho, không còn ra cái thể thống gì cả. Mặc kệ cho hai con chó cái nó cắn nhau, nhưng lúc chưa có ai vào, ông Chánh nhân chân chuồn thẳng, mặc mẻ mấy con đàn bà nặc nô đó. Tụi mày muốn làm gì nhau thì làm, kể cả tụi mày có giết nhau thì ông đây cũng mặc kệ. Làm ông mày mất hết cả hứng, tổ mẹ tụi mày chứ. Ông Chánh rủa thầm, rồi chân ướt chân ráo phóng ra ngoài. Hai con đàn bà say máu vẫn đang lao vào nhau đấm đá rủa xả. Một con quần áo xộc xệch, một con không còn một mảnh vải che thân. Đúng là dở khóc dở cười. Chuyện này mà được đồn ra ngoài thì không biết mặt mũi ông Chánh để vào đâu. Đêm đó, nhà ông Chánh được một phen náo loạn. Không ai có thể tin được mụ vú lại dám qua mặt bà cả mà mồi chài ông Chánh như vậy. Một người hét ra lửa như bà cả mà cũng có ngày này sao? Ai nói bình thường họ là một cặp bài trùng cơ chứ? Mà cũng không có ai dám chắc cái chuyện gì sẽ xảy ra. Thật là bi hài mà. Bây giờ còn muốn dùng chung cả chồng luôn mới chịu. Con nhài nó ghé tai con côi. Tao không ngờ luôn đó mày ơi. Bà cả như Quảng Thư vậy mà lại bị đâm cho một phát chí mạng. Kiểu này thì một mất một còn rồi. Riêng mụ vú lần này thì chết chắc. Chỉ trong vòng mấy ngày mà nhà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Sau một biến cố ập đến với mình, bà ba cũng không màng đến thế sự. Với bà bây giờ chỉ cầu mong cho bản thân được an yên và con dâu bà mạnh khỏe để sinh cháu cho bà thôi. Chuyện hậu cung của ông Chánh để cho bà cả xử. Đằng nào bà vú với bà cả mới đây vẫn là một cặp chị em tốt mà. Bây giờ để cho bà cả xử lý là đúng rồi. Bà chỉ việc ngồi coi kịch hay thôi. Từ ngày bước chân về làm vợ ông Chánh thì bà mặc nhiên phải chấp nhận kiếp chồng chung rồi. Còn bà hai thì vẫn luôn giữ cái vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng. Cứ như thể chuyện đó không có hề liên quan đến bà. Mặc kệ chồng ai, ai giữ, miễn đừng có động đến bà là được. Lần này cậu ba cũng không có nhúng tay vào để cho bà cả toàn quyền quyết định. Xem ra nhà ông Chánh bây giờ không còn yên được nữa. Sóng gió bắt đầu nổi lên,
Cuồng phong ập đến, có thể cuốn bay mọi thứ mà nó đi qua. Khi tất cả mọi người đã tề tụ đông đủ và cả cầm cây roi mây thần thánh chỉ thẳng vào mặt của Mùi Vú. Mùi Vú, trước mặt mọi người đây, bà hãy khai cho rõ bà quyến rũ ông chánh từ khi nào. Mùi Vú miệng ngậm tâm không nói lại được một lời. Tức quá, mẹ cả trích lên. Khốn kiếp, miệng của mụ bị câm hả? Hay mụ định thay gan với tôi? Muốn đánh muốn chửi thì cứ đánh đi, nhiều lời làm cái gì? Lời nói của mụ khác nào như lửa đổ thêm dầu. Ngọn roi trên tay của bà cả được dịp dùng lên. Bà ta mắm môi mắm lợi lại như trút mọi căm thù lên cây roi. Chỉ nghe tiếng roi dùng chút xuống người của Vú Tám. Vú ta cũng gan, không có hề than khóc hay gian xin nửa lời. Chỉ quăng người lên chịu trận. Cơn mưa ghen này không biết đến khi nào mới dừng. Người đánh cứ đánh, người xem thì cứ đứng xem. Nhưng xem ra sự chịu đựng của Vú Tám cũng có giới hạn. Vú không có im lặng nữa mà bắt đầu hét lên. Con mụ tối tà kia, mày tưởng có thể đánh chết bà hôm nay thì bà không có làm gì được mày sao? Bà sẽ tung ra hết những cái chuyện kinh thiên động địa của mày ra đây, xem mặt mũi đứa nào xấu hơn. Mày cũng đâu có sạch sẽ gì cho ca mà ta đây lên giọng. Lên mặt với ai chứ? Với bà thì mày lột ngay cái mặt nạ đó xuống đi là vừa đó. Hết thời rồi mày ơi. Mày tưởng việc làm của mày thần không biết quỷ không hay à? Con chó cái. Cầm miệng đi. Mụ xáo ngôn cái gì đó hả? Để tao đánh cho mụ một trận coi có còn hơi sức đâu mà kêu được nữa hay không. Định đổ tội cho người khác à? Nguyên cái tội cướp chồng người cũng đủ để cho người ta giải mụ ra đình cạo đầu bôi vôi, đóng bè trôi sông rồi. Có im cái miệng không á thì nói. Mụ Vú chợt cười phá lên. Mày tưởng một tay che trời được hả? Người nào sợ mày chứ tao không có sợ nghe. Hôm nay tao có chết xuống âm phủ thì cũng phải lôi mày theo đó có bạn. Con chó ghẻ kia. Mà phải gọi mày là con rắn độc hai đầu mới xứng đó. Mày có muốn bà banh cái miệng mày ra không? Còn ở đó mà lải nhải nữa thì bà may cái miệng mày lại đó. Ở đó mà nói càng, đừng có chọc máu bà. Đúng là hai con rắn cắn nhau. Ông chánh cũng chỉ ở đó một lát rồi chuồn thẳng. Kệ mẹ cho mấy con mụ đàn bà dạy nhau. Ông có ở lại cũng chỉ làm trò cười. Cho nên chuồn là thượng sách. Biết không thể gây với cái hạng cùng, nên bà cả sai thằng hầu trói gô Mụ Vú lại. Mới ban đầu định đem nhốt vào nhà kho, nhưng thấy không có ổn vì có thằng Hợi đang ở đó. Nếu nhốt chúng chung một chỗ, khác nào cho hổ mọc thêm cánh. Hỏng chừng chúng còn liên kết với nhau ủ mưu chơi lại bà. Thì lúc đó lợi bất cập hại. Cuối cùng, Mụ Vú được trói cổ lại rồi đem nhốt trong nhà chứa củi. Bà cả nghĩ đã trói cả chân lẫn tay rồi thì mụ cũng không có tài nào thoát ra được. Cảm thấy chưa chắc ăn, bà còn nẹt đám gia nhân. Tội của mụ chưa có xong đâu, nên tao cấm đứa nào lớ sớ ngoài đó. Chỉ cần nhìn thấy đứa nào cởi trói cho mụ thì tao sẽ trói đứa đó vào thế chỗ. Mụ bị phạt 10 ngày trong nhà củi, chỉ được ăn cháo cám thôi. Bây giờ giải mụ đi đi, mới có mấy ngày mà loạn hết cả nhà rồi. Nhưng mọi việc bà cả định liệu không có hề thuận buồm xuôi gió như bà nghĩ. Ngay cái đêm hôm đó, nhà ông chánh tổng lại xảy ra chuyện. Là một chuyện kinh thiên động địa chứ không phải thường. Khi mọi người trong phủ đang yên giấc thì nghe tiếng hô quán của thằng Hám. Ông bà ơi, có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người đều tá hỏa bùng binh mà dùng ngay cả dậy. Giờ này mới có hơn 4 giờ sáng. Thằng Hám hôm nay nó dậy sớm để dắt trâu ra đồng cày cho xong cái thửa ruộng ngoài chân đê. Tự dưng linh tính thế nào mà nó lại ngó cổ vào gian nhà kho xem thằng Hợi nó ra sao. Thì nó chợt té đái ra quần vì cái thứ nó nhìn thấy vô cùng hãi hùng. Thằng Hợi đã nằm chết cong queo ở trên giường. Trên miệng nó một dòng máu đỏ vẫn đang nhiễu ra, mặt mày tím ngắt. Hoảng quá, nó liền chạy ra ngoài hô quán mọi người. Vậy ai là người đã ra tay giết hại thằng Hợi? Một câu hỏi lớn được đặt ra nhưng không có lời giải. Bà cả tái hết mặt mày. Vô nhà củi coi con mụ Vú còn ở đó không, mau lên. Lúc này mọi người mới định thần nhớ tới mụ Vú, biết đâu kẻ nào đó đã ra tay luôn với mụ thì sao. Nhưng khi tất cả lao đến nhà chứa củi thì còn ngạc nhiên hơn nữa, vì đập trước mắt họ là cái nhà trống không, dưới nền đất một đống dây trói nhằn nhịt đang nằm chình ình ra đó, chứng tỏ mụ ta đã trốn khỏi nơi đây từ lúc nào. Thiệt là không thể tưởng tượng ra nổi. Ông chánh bực mình quát mấy thằng gia đình. Khiêng xác thằng Hợi ra đây cho ông kiểm tra coi
kẻ nào lại ra tay độc ác như vậy chứ? Tiếng xì xào lại nổi lên. Hay là mụ vú giết thằng Hợi để bịt đầu mối? Có thể lắm chứ, vì biết đâu nó là người nắm giữ bí mật của mụ. Đám đông hiếu kỳ cứ vậy, mỗi người một câu, làm cho câu chuyện càng thêm huyền bí và ghê sợ. Bà cả thì mặt cắt không còn giọt máu, vì bà biết rõ bà Tám không có phải là người bình thường. Một khi bà ta đã thoát khỏi đây, thì không biết mụ ta sẽ còn gây nên cái chuyện gì nữa. Thằng Hợi to khỏe như vậy mà còn không có làm gì được mụ, thậm chí còn bị giết chết một cách đau đớn mà không ai hay. Tiếp theo sẽ là ai đây? Bất giác bà rùng mình. Khi xác thằng Hợi được khiêng ra, chợt có người hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, ông ơi, cái gì vậy? Con tìm thấy cái này nè, ở trên cổ thằng Hợi đó. Mọi người lại nháo nhào cả lên. Dưới ánh đuốc sáng trực, trên cổ thằng Hợi hiện ra gần một chục cây kim châm. Thì ra nó đã bị cái thứ này tước đi mạng sống. Còn ai vào đây nữa? Kẻ ác đã đứng ngoài cửa sổ phóng trăm độc vào người. Nhìn cái mớ trong độc ở trên cổ nó mà ai nấy đều kinh hãi. Một cây còn chết, huống chi tới tận gần chục cây. Thảo nào mặt mày nó tím đen, biểu hiện của người trúng độc. Chắc đến lúc chết, nó cũng không biết là mình chết và cũng không có biết kẻ nào đã ra tay đoạt mạng của nó. Vì là phận tôi đòi nên cái chết của thằng Hợi cũng chỉ được làm qua loa. Quan phủ ở trên cũng xuống điều tra nắm tình hình. Nhưng sau khi nghe ông Chánh trình bày, nó là thằng Hợi đã mò vào nhà ông ăn trộm nên mới bị ông sai gia nhân nhốt lại để chờ phạt. Và cũng không may thằng này nó bị trúng gió độc nên mất mạng. Ông cũng khôn khéo khi không nói đến với quan phủ rằng chính nó đã vào đây tằng tiểu với con hầu nên mới bị đánh và nhốt. Nếu nói thật ra thì e là ông còn bị rắc rối lớn, vì tụi nó đều là hạng cùng đinh với nhau, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có hò hẹn nhau thì cũng bình thường thôi. Nhưng không lẽ lại nói rằng con hầu cũng có tình ý với cậu cả con của ông? Không những vậy, chúng còn có con với nhau nữa. Nói đến đứa con, ông lại càng thêm đau đầu, vì còn chưa rõ nó có phải là máu mủ của nhà họ Đường hay không. Chưa rõ Ngô Khoai thì thằng kia lại bị giết chết rồi. Thêm cái chuyện của mụ vú nữa càng khiến cho ông thêm thất điên bát đảo. Cuối cùng, để êm xuôi cái vụ này, ông cũng phải đút cho quan trên một món kha khá thì mới được lờ đi. Chỉ có đám dân đen là khổ. Xác của thằng Hợi được đem đi chôn cất sơ sài ngay sau đó trong khu nghĩa địa của làng. Xem ra sự việc không dừng lại ở đây nữa rồi. 100% là mụ vú đã gây ra chuyện này. Rất có thể thằng Hợi chính là tay chân của mụ. Nó cũng là người nắm quá nhiều bí mật của mụ, cho nên nhân cơ hội này mụ mới tiện nó xuống suối vàng luôn để tránh đêm dài lắm mộng. Mọi người chỉ không ngờ rằng mụ lại nguy hiểm tới như vậy. Một người biết sử dụng trăm độc hại người thì không phải đùa. Chứng tỏ mụ cũng là người rất am hiểu về các loại thảo dược. Mụ ta cũng ngụy trang quá kỹ nên không ai nghi ngờ. Bất giác đám người hầu con gái đứa nào đứa nấy đưa tay lên chận ngực, chỉ sợ đắc tội với mụ thì mất mạng lúc nào không hay. Song nỗi sợ của mọi người đã là cái gì chứ? Người sợ nhất lúc này chính là mẹ cả. Bà ta đang run như cầy sấy vì biết hiện tại người mà vú Tám hận nhất chính là bà. Bây giờ vú ta đã cao chạy xa bay, lại là một người trong bóng tối, còn bà ở ngoài sáng. Nếu nó bất ngờ ra tay, không phải bà sẽ chết trước hay sao? Đêm hôm đó, bà cả đã gặp ác mộng. Một cơn ác mộng khiến cho bà hối hận và sợ hãi khôn nguôi. May mà bà đã thức giấc giữa đêm và mồ hôi giả ra như tắm. Từ lúc đó, bà không có dám ngủ tiếp nữa. Nhưng ký ức của những ngày xưa cũ lại có dịp ùa về. Ngày đó, cách đây mấy chục năm, bà đã được sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu. Ngặt một nỗi, cha mẹ bà hiếm muộn đường con cái nên đi cầu tự mãi mới sinh được bà. Nhưng cha bà đã gây ra quá nhiều tội ác khiến cho mẹ bà khiếp sợ. Một hôm nhân lúc vắng người mới ôm bà đi trốn. Trước khi treo cổ tự tử, mẹ của bà mới ghi lại vài dòng cho ai đó lụm được nhờ họ nuôi con giúp. Và cuối cùng có cặp vợ chồng nhà kia đã đưa bà về nuôi. Cha bà khi đó cảm kích lắm nên đã đền ơn cứu con bằng cách nhận lại hai vợ chồng nhà kia làm người giúp việc.
Trong nhà đó cũng có một đứa con gái hơn bà 1 tuổi, vì cũng sàng sàng như nhau nên bà và con bé chơi với nhau thân lắm. Thường là con bé kia cứ phải nhường nhịn bà, dù gì bà cũng là con của địa chủ. Nhà của nó là chỉ là thành phần bần cố nông, cho dù có phải chịu bà ức hiếp thế nào cũng không dám kêu than một tiếng. Riết rồi lớn lên, nó lại trở thành người hầu của bà. Đứa con gái đó chính là Vú Tám. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Lạc Chốn Hào Gia, tác giả Việt Nga. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong tập 8.